đầu với ca khúc Nhịp cầu quê hương, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Toàn Thắng, biểu diễn Minh Phát và dàn nhạc. And now the next performance, this is Monotros performance, Nhịp cầu quê hương, composer Austin Toàn Thắng and performed by Austin Minh Phát with the orchestra. Please give a big hand.